Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Và cùng cha. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thì đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng được ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Giêsu, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, mấy ông cha dòng chú cũng thế, thường là cứ làm việc một thời gian thì thế nào cũng có hai ba nhóm đẻ ra những vị như cha Tiến Lộc. Có lần con ngồi con đếm cũng khoảng 30 nhóm, cha Vũ Khởi Phục cũng khoảng 15 nhóm, con lèo tèo vậy tôi cũng 5-6 nhóm. Chắc là các cha ngồi đây cha nào cũng có nhóm này nhóm kia. Thì trong hàng mấy trăm nhóm của các cha dòng chú cũng thế như vậy đó, nó tải ra ở khắp mọi nơi Bắc Trung Nam, ở trong mọi hoàn cảnh sống. Thì có lẽ nói cái này không quá đáng là cái nhóm gia đình An Phong của chúng ta có cái nét đặc biệt không giống ai. Những cái nhóm khác người ta có thể là những nhóm người khá giả, cũng có những nhóm là sinh viên, có những nhóm là những người chuyên làm công tác bác ái, có những nhóm là đạo đức. Sau này có cha Lê Ngọc Thanh có đi với nhóm Thảo Đạt, là Thảo Cầm Viên và Tao Đàn, là cũng các em bán báo, những em bánh giày đi đời. Nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi, không có thành lập ra thành một cái nhóm, mà về ở chung với nhau. Đã ở Việt Nam như vậy rồi mà cha đi sang bên Pháp, cha cũng không có ở yên, lại thấy cha hình thành một cái nhóm ở bên Pháp, Edmond Aubon. Em có đến đó ở với ngài mấy đêm, sinh hoạt với ngài đó. Thì cái cung cách ở bên Pháp nó khác hẳn Việt Nam, nhưng mà thành viên của ngài quy tụ lại cũng giống anh chị em. Củ bơ, củ bất ở đâu nhận về, mà ta biết tận dụng được cái năng lực, cái khả năng hay là cái cá tính của con người đó vào trong một cái việc chung. Ví dụ như cha nhặt được một cái anh, phải dùng là chữ nhặt là bởi vì anh ta bị bỏ rơi lang thang ngoài đường, gia đình anh không biết làm sao mà bỏ rơi anh bị tâm thần luôn, mà 40 mấy tuổi. Năm đó là năm 2001 mà đã 40 mấy tuổi, năm nay anh ta cũng phải 60 mấy rồi. Mà anh ta tâm thần, cha đưa về anh sống với mọi người cũng buồn cười. Như con, như em mà đi sang nơi đó thì cứ một lúc là anh cứ đi theo đằng sau á, anh hỏi tắm chưa. Mình cứ nghĩ là chắc tại mình ở dơ sao mà ấy là cứ nhắc mình tắm chưa. Anh hỏi sao vậy, à, đi tắm chung với em. Ông xưng em ngoan lành, lớn hơn mình mấy tuổi, cứ rủ mình đi tắm. Mà hóa ra cái anh đó là gốc là một kỹ sư, và anh ta có biệt tài là đi với cha quy vào trong các nghĩa địa xe hơi. Anh ta chỉ cái xe này, rồi chỉ cái xe này. Mỗi xe anh lấy một bộ phận, tháo ra, người ta cho miễn phí, anh tháo ra, anh ráp lại.
là thành cái xe mà cha quy bảo đó, tôi đang lái cái xe trên chợ cha đi nè, tôi đang lái cái xe đó. Mà quả thiệt nó là vừa là nó vừa là Citroen, nó vừa là Renault, nó vừa là đủ thứ hãng xe ở trong cái chiếc xe đó, mà chạy được, chạy ngon. Cha phải đem cái xe đi kiểm định là người ta bảo cái xe này là xe bình thường, mặc dù nó là bất bình thường. Rồi không biết hoàn cảnh đưa đẩy sao cha đưa mà anh du học sinh về ở chung với cha. Anh chàng đó sau này mình mới hỏi tên, tên là Kha đó, giờ về Việt Nam đang sinh hoạt ở Sài Gòn đó chị Nhiên. Long Điền. À, Long Điền Bà Rịa. Anh ấy rằng là một du học sinh giỏi về vi tính vô cùng, nên bao nhiêu cái thiết bị vi tính ở trong nhà của cha là một tay này lắp ráp không tốn một đồng xu nào hết, cũng đi nhặt nhặt lắp ở một cái dàn máy của cha, mà vô cái phòng máy của cha là mình hết hồn luôn, tại vì nó đủ thứ máy mà cái nào cũng còn làm được tốt, gửi email in ấn tất cả mọi thứ. Nên hóa ra anh ta là kỹ sư. Buổi tối mà con ngủ lại dưới cái hầm nhà của cha đó, là con ngủ chung cái giường với anh. Nó lúc anh ta còn trẻ, ăn mấy tuổi. Ý kể lòng vòng như vậy là chúng ta thấy là một cái nhóm hết sức đặc biệt, toàn là những người cù bơ cù bất, hoàn cảnh thế này thế kia, mà cuối cùng được cha gọi về. Cha như ông bố già đón các con mình về thương yêu nó. Không một cái gì là la mắng. Không biết thời các anh chị có bị cha la không, chứ bây giờ cái nhà bên Pháp nó chẳng cần phải la ai, chẳng cần ra quy định, chẳng ra nội quy cái gì cả. Tôi biết miếng giấy dán ở trên cái cửa, chỗ nào cần im lặng thì cha viết miếng giấy, đừng nói to làm phiền người khác, đại khái đấy. Tức là từng cái lời dặn dò đó, nó nằm ở nhà cơm, nó nằm ở nhà ngủ, nó nằm ở nhà làm việc, nó nằm ở nhà nguyện. Cứ thế mà sống. Vậy có nghĩa là có một cái gì đó bị rối loạn, mất trật tự, bất thường, ngơ ngác, hoang mang, không định hướng được. Thì cha Quy là cái người đưa về cho một cái chỗ ở, mà hơn thế nữa cho một cái tình yêu, một sự đùm bọc. Cái mà cha gọi là mái ấm, cái mà cha gọi là gia đình An Phong là gia đình của những người không có gia đình. Mình xem cái bộ phim của Hector Malo Sang Famille Vô Gia Đình, mình thấy cái nỗi khổ của những người vô gia đình là như thế nào. Và cha Quy đã đáp ứng được cái nỗi khổ đó bằng cách là lập thành một cái gia đình. Giữa một dòng đời con người ta ai cũng có gia đình, nhưng mà lắm khi gia đình ấy vẫn cứ tan nát, vẫn có đố kỵ và xung đột với nhau. Thì cái gia đình của cha Quy là cái gia đình không phải là máu mủ, không phải là cha sinh mẹ dưỡng, không phải là anh em ruột thịt, nhưng mà lại có thể tồn tại ít nhất là 12 năm, từ năm 63 đến năm 75. Theo cái nghĩa là có nơi ăn, chỗ ở, có chỗ sinh hoạt. Đến cái mức mà có những anh lười, không muốn làm gì cả, cha cũng chẳng nói gì cả. Không làm mà vẫn cứ muốn ăn thì cha bảo cứ việc tới mà ăn. Đọc lại tài liệu thì thấy cha đặt tên cái nhóm là nhóm cà nhồng. Ở đây có anh nào, anh chị nào nhóm cà nhồng ngày xưa là cái nhóm tới giờ ăn đã ăn, không cần làm gì cả, cha không nói gì, tự giác dần dần thấy vấn đề và sẽ làm. Thành ra cái nơi, cái mái ấm không phải chỉ là cái nơi trú thân tránh loạn lạc chiến tranh, không phải là cái nơi có một cái mái để che mưa che gió, nhưng mà lại là một cái nơi có thể quây quần với nhau trong yêu thương. Mà quan trọng là ở giữa cái căn nhà ấy sẽ trồng một cái cây gọi là cây đức tin. Và cái mái nhà đó nó sẽ tiên báo. Cha cũng chẳng cần phải lên gân mà dạy tu đức hay là dạy thần học cho anh chị em trong cái nhóm đó.
ai cảm nhận được thì tốt, ai chưa cảm nhận được thì sẽ có ngày cảm nhận được. Đó là cái ngôi nhà ấy nó tiên báo cho cái ngôi nhà trên trời. Cái ngôi nhà nó tiên báo một cái chỗ định cư, chứ không còn vô gia cư, không còn lang thang. Một cái nơi định cư mà không phải là có địa chỉ, số nhà, phường, khóm, quận mấy, mà là định cư ở trong lòng của Chúa Giê-xu. Nên hôm qua khi dọn bài, em mới chọn cái bài tin mừng này. Mừng mừng chúng ta vừa nghe Gioan. Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Hóa ra cha Louis của chúng ta là người đã đi trước để dọn chỗ cho anh em đấy. Giống như bây giờ người ta chuẩn bị cho cái chết, người ta đi mua đất trước. Một cái lỗ bao nhiêu tiền. Có những cái nơi lỗ mấy chục triệu, mua sẵn để mà chết còn có chỗ mà chôn, hoặc là thiêu thì còn có chỗ mà gửi hài cốt. Thì mấy cái chuyện đó nó cũng tương đối. Trong khi đó cái chỗ mà cha Quy đi trước để dọn chỗ cho anh chị em, tôi nghĩ là rất là cụ thể, không tốn tiền. Ở cái nơi đó chúng ta không còn long đong, lang thang. Cha Louis Quy đã mất, nhưng mà cũng có thể hiểu là cha đang đi trước để xí chỗ, dọn chỗ là xí chỗ. Trong bài tin mừng còn nói Chúa Giê-xu đã làm như vậy, thì chẳng lẽ cha Quy là đồ đệ của Chúa Giê-xu trong dòng Chúa cũng thế, cha Quy lại không bắt trước Ngài để dọn chỗ cho anh. Thầy đi trước là để dọn chỗ cho anh em, rồi thầy sẽ trở lại và đón anh em về với thầy. Cha ân cần kinh khủng. Đọc lại câu chuyện của gia đình An Phong, có khi cha Quy đi công việc về chợ lớn, thấy mấy em bán báo, không biết ở đây có anh nào trong số đó không, mười mấy anh em bán báo đến xin cha cho con về ở với cha. Cha bảo cha đi tu mà. Dạ không, con không muốn tu, con chỉ muốn ở với cha thôi. Thế rồi có hôm cha đi cái xe mình mấy chỗ về, xe như xe đá su gì vậy, hay là xe lam gì vậy. Em hỏi hôm nay có chú nào muốn đi không? Nhảy tót hết lên xe đi về. Mà về cũng không phải trong bụng nó ưng liền đâu, về cũng để ngó qua ngó tới ngó lui xem có ưng không thì ở lại. Không ngờ họ đã ở lại và thành lập gia đình. Nên cha Quy đi trước là để dọn chỗ cho anh chị em. Rồi bây giờ ngày mất rồi, cái ngày nào mà chúng ta mất đó, không biết anh em với tôi ai sẽ chết trước, nhưng mà Ngài sẽ quay lại để đón mình. Ông Thánh An Phong đón là đương nhiên mình, là tại vì trong dòng Thánh An Phong mà, tên Ngài mà. Nhưng mà trong cái đoàn người ra đón chúng ta đó, ngoài Thánh Bổn Mạng là Maria, là Paulo, là Giuse, ông Thánh và Bổn Mạng lớn của chúng ta là An Phong đó, thì giống bóng dáng lấp ló có cha Quy của chúng ta đón lấy chúng ta và đưa về cái nơi định cư trong lòng Chúa Giê-xu. Nên chúng ta nghe tin mừng như vậy, chúng ta vui lắm, chúng ta mừng lắm, an tâm, bớt phải lo lắng mai mốt mình chết rồi nó ra làm sao, bớt những bận tâm ở trong cuộc đời này. Không phải là để ta buông lơi cho thẳng chẳng thèm làm gì nữa, nhưng mà để chúng ta yên tâm là ta có một nơi chỗ đã được dọn sẵn. Chúa Giê-xu đã dọn sẵn, Thánh An Phong đã dọn sẵn, mà cha Quy dọn sẵn, và đích thân Ngài sẽ quay lại để đón chúng ta. Khi mà con cảm nhận được những người thân yêu trong gia đình con chết, mấy cha trong nhà dòng chết, con chưa có cảm nhận gì sâu lắm đâu. Và đến khi người thân người con trong gia đình chết, và cái người chị cuối cùng con chết vì Covid tháng 12 năm ngoái, thì con lại biên tập cái bản dịch
mà chị con viết được, soạn được, dịch được, cuối cùng rồi chị con chết rồi, hoàn tất rồi, đọc cái bản dịch đó thì mới thấy tụi mình gần với những người đã qua đời lắm. Hay nói ngược lại là những người đã qua đời họ cũng ở xa đâu, sát bên mình, không phải là họ ám mình đâu, nhưng mà phải là cái hương hồn, hồn mà có mùi hương, có mùi thơm, là cái hồn chết lặng, có hương, hương hồn đó phảng phất đâu đây. Nên trong ngày lễ dỗ này, chúng ta cảm thấy cha Louis của chúng ta gần lắm. Nên lúc này sau bài chia sẻ này thì anh nhé, là còn có giờ nhiều thì mình sẽ đọc, có qua in ra một cái bài của cha Quy mà các anh chị em có hết rồi, rất là dễ thương. Nhưng mà thôi, chúng ta ngồi kinh lặng một chút, trong vòng mấy phút anh em nhắm mắt lại đi, đừng có bận tâm là lát nữa hát cái gì, làm cái gì, anh chị em nói cái gì đấy với cha đi. Anh em cảm nhận được cha gần lắm, anh em còn bận tâm bận lòng cái gì đó nói với cha đi. Nếu còn một cái gì, cái lỗi lầm mà ngày xưa giờ bị quên chưa xin lỗi Ngài, xin lỗi đi. Ngài cũng chẳng bắt chúng ta đâu, nhưng mà tự nhiên cái mối tình cảm đó nó đẩy chúng ta đến. Rồi có một cái nhu cầu gì đó thiết thực, anh em nói với Ngài đi, Ngài chuyển lên cho Chúa thay cho chúng ta. Anh em nào đang có bệnh tật, chuẩn bị cho cái chết của mình, sự ra đi của mình, cũng có thể nói với Ngài: con đã sẵn sàng, hôm nào cha quay trở lại đón con về nơi định cư, để tất cả chúng con, cả cha lẫn chúng con, sẽ có một cái gia đình an phong, là gia đình của những người không có gia đình, nhưng mà lại là một gia đình có một nơi định cư trong lòng của Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em cứ ngồi kinh lặng một chút.